Hai vợ chồng đã ly thân rồi, mà cái thời điểm trước là cái như hai vợ chồng là kết hôn là sống với nhau là cái như từ năm 87 trở về trước đấy, thì đâu có kết hôn đâu quý bà con. Mà bây giờ đã gọi là ly thân ly đồ từ lưa hạt mê rồi, mà lấy cơ sở nào mà đã bán con vợ 200 triệu đấy. Nó lấy cơ sở để bán vợ 200 triệu. Tôi nói nó thật sự đây là cái cạch già lên không gian mạng, cứ nghĩ rằng diễn rồi có tiền hay cưng đấy. Tiền mấy ngày về qua lấy cỗ bò mà chở nha, lấy xe bò, mà xe bò ở quê đó quý bà con. Xe bò mà cái như là xe hai bánh có cái ách nữa, dắt con bò ở giữa rồi nó kéo đó, lái xe đấy chở. Ông nội đã ly thân mà đòi bán con vợ mình 200 triệu. Nếu mày ly thân rồi lấy cơ sở nào bán, già mất nết, không chữ là không được quý vị. Lên đó rồi nó thật sự thích nổ cao đã ly thân rồi thôi, chứ người ta nó làm chi, người ta làm chứ làm chi phải đi bán. Mà cái tôi nói quý bà con, cái cặp này nó diễn, mà hình như nó diễn, nó không nhớ kịch bản đó. Cái bài là cái bài ông này là nên nhớ rồi, cái bài ông này là ông vợ bé mà nói một câu là ông này ông bị gãy cái cột sống, ông bị đau cột sống từ mùa dịch tới bây giờ, ông không mặn ăn chi được đó. Mà bây giờ là lên là bảo rằng nó thật sự ra bây giờ tôi bán con vợ của tôi nữa. Tôi nói cái cặp đây nó diễn, mà nó diễn trước quên sau đó. Mùa dịch đến bây giờ không bằng anh đi được, mà nói là nợ mới xảy ra đây do ông theo vợ bé, ông làm anh thua lỗ. Mà tôi hỏi quý bà con, ông này ông làm anh cái gì quý vị đó. Ông đi làm công cho người ta, đi làm công cho người ta chứ đâu phải ông là chủ cá chi mà đầu tư làm anh. Lúc đầu bà nói nha, lúc đầu bà nói, tôi nói ông chồng này chắc cũng đẹp trai phong độ dữ nha, đi làm anh mà nó thật sự có vợ bé mà đầu tư tiền 100 triệu đó, cũng là chủ cá chứ, cũng là tướng cũng phong độ chứ. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, lúc mà anh em YouTube mà đưa cái mặt ổng lên là tôi thất vọng ngang luôn. Anh đưa cái mặt ổng lên tôi nói ông thánh thần thiên địa, cái người nào ở đâu đây, cái hành tinh nào rơi xuống đây hả? Cái tướng ri mà nó thật sự có vợ bé vậy đó, vậy mà lên cũng hút ổng cho được cho đành vậy quý vậy. Ở bây giờ cái như là anh mày quá rồi, không còn cái chiêu trò nào lên rồi, đưa người thân mình ra, đưa chồng đưa vợ mình ra rồi cái như là để ma mị đó. Khi ông này ông xuất hiện trên không gian mạng là tôi thật sự quý vị là cái như là tôi giật mình giật mẩy luôn. Nó thánh thần thiên địa, ông đi mà ông có vợ bé là sao ta hả? Ông đi mà ông có vợ bé hả? Hả? Nó kỳ cục kẹo chứ. Cỡ ông đây nó thật sự bỏ ngoài đường, tôi nói 10 năm sau quay lại vẫn còn chỗ đó. Tôi nói thiệt đó, cứ không tin cứ đem ổng bỏ ra ngoài đường, 10 năm sau quay lại là anh vẫn còn đây đợi em. Chứ dễ chi mà bây giờ ai rước ông này, nhìn ông xấu bó mẹ luôn mà ai đâu rước ông. Mà cái bảo rằng ông có vợ bé rồi, ông cầm cố nhà cửa rồi, cái như là làm anh thất bại rồi, bây giờ phải lên bán thân trả nợ cho chồng. Trời ơi, một cái diễn cảnh mà nghe, khi mà nghe không thì ai nói thật sự quá vậy, ai cũng thấy là bà đây bà bị chồng ức hiếp rồi, bị chồng thế này nó khác, nhiều lúc bà túng vặt đấy. Có những vị khán giả cũng đã lên kênh của tôi đã, cũng đã khuyên thâu lang thang Sài Gòn ơi, đỡ cho cô một con đường sống đi lang thang Sài Gòn ơi, đừng nói nữa, hoàn cảnh cô bây giờ bi đát tội lắm rồi em ơi. Tôi nói thâu tội thì thâu, mình cũng im vài bữa nữa, vậy là chúng lên không chịu hàng hạ giá quá vậy. Thâu người ta thương mình, thâu bữa sau ta lên ta hạ giá đi chứ, không chịu hạ giá vẫn khư khư 200 là 200 thôi. Kỳ vậy. Tôi nói này tao chửi nó nha. Tôi giờ điện nó đã người ta nói gì đó lên nó tình nó nghĩ rồi, nhưng mà khả năng tôi bây giờ là thì tôi mặn không không ra nữa. Nghe không? Nhiều lắm lúc tôi đi ghe giải chiến một nhiêu 1 triệu là cũng cao lắm mà, nó gần 100 triệu thì có 5 triệu bạc thôi. Ghe được 100 triệu cũng 5 triệu à. 5 triệu mà ông dọn làm gì? Về cái đồng tôi dọn ba cái thuốc hút nè, rồi sữa tôi uống nè, nước mẹ người ta triệu bạc rồi. Bà con thấy thằng cha già này ăn nói mất dạy không? Nhà nhà lâm nợ vợ, đi bán vợ để mà kiếm ăn, đi bán vợ đã có cái bỏ vô mồm, mà cái như là nó dành ra cái khoản chi phí 1 triệu để mà gì tiền thuốc lá với là tiền sữa, sướng quá còn gì nữa cho não đó không. Thì thâu bây giờ giả sử người ta bỏ thuốc lá đi
bỏ thuốc lá, bỏ sữa đi. À, tối lại báo bà đưa hai cái bình sữa di động bỏ ra là múc được cái chi đó múc. Ông nậu ở nhà đã nghèo, đã đi gọi là đi bán vợ để mà có cái ăn, mà còn đèo bầm thuốc lá như là uống sữa nữa, thì cái thật sự ở đây đâu phải nghèo, đúng không? Thì không có tối thật sự gãi gãi cho bà ngã ngửa ra giống như là mấy con lợn xề đó quý vị. À, cứ lấy cái cây mà gạ gạ cái bụng nó là nó nằm ngứa rồi nó dính mấy cái vú lên đấy, rồi ta múc được gì ta múc, múc đỡ khỏi mà công tốn sữa. Ông nậu ở nhà đã nghèo bán vợ kiếm ăn rầu mà bây giờ cái như là phải là đi cỡ như là cùng đèo bằng một tháng là cả tiền thuốc lá, tiền sữa là 1 triệu. Trời ơi sao đâu mà nó thật sự vậy mà bà con nào tin quý vậy? Tôi không tin. Tôi không tin cái kiểu này. Đó. Ông bảo rằng bây giờ cái như ông bảo rằng bây giờ ông làm không nấu nữa, bây giờ có mỗi là bán vợ đi kể như là để kiếm ăn thôi. Trời đất, ông xem con vợ ông như là một con nái xề đó quý vị. À, ngày xưa tôi nói quý vị, heo nái mà mình nuôi để cho mình khai thác cho nó hết rồi đó. À, khi nào nó đẻ không nấu thì bán ra người ta vẫn lấy được cái thân của nó để người ta kể như là đi gọi là gì, nấu mỡ đó quý vị. Nấu mỡ, bán mỡ động vật đó. Thế còn bà này bây giờ rước bả gì ở đấy sao nấu mỡ được, ai dám nấu không, đúng không? Rước bả gì ở đấy thật sự nhiều lúc là buồn cái như là tốn ăn, tốn thuốc, tốn bệnh, tốn quản, rồi nhiều lúc tốn 6 tấm cho bà nữa. À, có vị khán giả nó trời ơi, đời thường ơi, lăng thang Sài Gòn ơi, anh nói cho em nghe nè, anh là nói thật sự anh là chú trại hồn. À, cái mà ở chỗ anh bán mà cái như là cái bình quân trung bình nó khoảng tầm 200. Thôi nói bả gì anh tặng cho một cái. Anh giờ tiền mặt không có, cho riêng ở chỗ mà cái như là cái hàng đấy là anh cái như là vừa tặng cho bà một cái giá trị tương đương 200. Đấy, còn nếu ổng cần thì anh tặng luôn cái nữa. Chứ còn tiền mặt anh không có. Bà con thấy nhiều cộng đồng mạng người ta bức xúc, người ta thấy cái cặp đây gọi là lên cộng đồng mạng anh mày mà không có trình độ, anh mày mà cái như là lên toàn cái như là sĩ diện còn chánh cha chánh trệ, anh mày mà thể hiện ta đây đó. Trời đất ơi, bây giờ mà ông bảo rằng ông làm anh không nấu, ông phải bán vợ ông đi để trả nợ, mà cái nợ đây theo bà nói là cái nợ là cái như là ông gây ra, rồi ông thì nói cái nợ này bà gây ra, rồi con gây ra, cuối cùng ai gây ra? Cái nợ đây chủ yếu là do cái miệng gây ra. Đấy, rồi thấy cộng đồng mạng dễ dụ quá, rồi kết hợp mấy thằng YouTube tào lao bắt xé, mấy thằng YouTube mà cả một cuộc đời của nó tới bây giờ đó quý vị, nó không biết là cái giáo dục công dân là gì, không biết sách đạo đức ra chi đó, nhiều lúc nó chưa tiếp cận cái tờ bìa, cho nên là nó lên nó quay những thức phim xàm xí đó, rồi đỡ lên cái như là ma mị để kiếm ăn trên không gian mạng. Đó. Những thằng YouTube mà cái như là vô đạo đức đó, những thằng YouTube mà nó thật sự ra cái như là nó không còn biết cái thùng phong mỹ tục, không còn biết cái đạo đức một con người, mới tung những cái nhân vật này lên thôi quý bà con. Tôi nói thật đấy, tôi đã nói là tôi tránh có sợ va chạm đó. À, cho nên nó đụng là chạm thôi, thật sự tôi tránh sợ va chạm. À, lên mà bà con thấy đi, đến bây giờ mà cái như là chỗ ô sinh đấy mà cái như là dẫn năm sầu riêng đi tới chùa để cầu thêm sức khỏe, còn phân ria đấy là cái như là dẫn cái như là lập ra để mà cái như là cho nó tập sự cái chuyện chăn gối vợ chồng, nó còn theo nó hỏi từ trước giờ anh dùng chưa, anh dùng con tiền chưa, rồi nếu lập nó chưa dùng chắc nó đỡ tôi thử. À, ông nậu ơi, nó dùng chưa dùng kệ cha nó, mày hỏi làm gì, mày hỏi tào lao đó. Rồi nó còn hướng dẫn chi tiết tận tình luôn, cái kênh mấy kênh đấy tôi đi làm thiện nguyện đại đa số là dàn dựng hoàn cảnh lên để mà rút ruột Mạnh Thường Quân. Những kênh đó là Mạnh Thường Quân đó là từ mặt đi, từ mặt sớm đi, chia tay sớm đi để bớt đau khổ về sau. Mấy kênh này chung là nó ăn trong cái đồng tiền xương máu của đồng bào, tôi nghĩ cũng hơi nhiều. Làm cái chi mà nó thật sự làm có một cái kênh, làm có cái tâm thì nhân vật nó quay lên là biết liền quý vị, nó quay không có một cái sự sàn xí, nó quay có một cái tính chất nhân văn trong một cốt truyện nó quay. Chứ không phải là nó quay lên đụng đâu nó quay đó, đụng đâu nó hút đó, nó làm như một cái đống cháo heo đó mà bảo rằng trời ơi cái kênh của con bây giờ là nó y tính chất lượng ghê lắm quý vị ơi, kênh của con bây giờ con quay trường hợp nào là chết cứng trường hợp này. Mà cái chỗ thằng Phong Ria đây cũng là một trong những là cái như là
là ông mai bà mối cho cái như là lộc với là con tiền nái, con tiền bụi chuối. Đó. Mà bây giờ thấy cái cảnh của người ta như vậy, tôi nói thánh thần thiên địa ơi, từ lúc mà cứ nhau tới lúc bây giờ mà cái như là nó còn hỏi là ông lộc này đã dùng con tiền hay chưa. Đó, lộc lắc đầu, lộc lắc đầu. Thì tôi hỏi rằng một thằng YouTube mà đi làm thiện nguyện như mày, đi kết nối tình duyên như mày, đó mà mày đã tìm hiểu hay chưa, hay là mày giống như là một dạng dạng là cái như là đầu mối quý bà con, giống như dạng như bây giờ nó thật sự vô đấy rồi cũng dục bừa dục đại đấy, rồi kiếm anh được nhiêu đấy, rồi cho anh được chút em có cơm anh có cháo vậy thôi, chơi cái chiêu bài như vậy đó. Nhiều kênh YouTube này nó làm ba dơ lắm quý vị, đói quá rồi sao, đói vã quá rồi. Bây giờ tôi hỏi quý con, có những cái này tôi nói muôn phở, bản thân không có công ăn việc làm, bản thân không có trình độ, mà toàn là đi nói cái chuyện cao siêu không. Trời ơi, con đi giúp người, con đi kể như là giúp những hoàn cảnh nghèo khó. Khỏi bây giờ anh đi giúp hoàn cảnh nghèo khó, công việc anh làm gì? Công việc em hả? Em đi làm cái nghề thiện nguyện, ông nậu bay. Cái nghề thiện nguyện bay cho đấy là cái nghề, thì đấy là cái nghề kiếm cơm của lũ bay. Thiện nguyện mà cho là cái nghề quá vậy. Hỏi trả lời đúng rầu đó. Hốt mấy ở đây là thật sự hốt một câu là cái chất cứng một câu lựa bắt đầu là nó đang nói bua lua mình hỏi quốc câu hỏi thu nhập em căn cứ vào đâu. Trời ơi, thu nhập em là bây giờ là mạnh thường quân họ cho hả? Đi giúp một hoàn cảnh người ta, có người cho em 100 đô, có người cho em 200 ngàn, có người cho em 500 đô, em sống bằng cái nguồn tiền đây. Tôi nói trời đất thánh thần thiên địa, cái đây các ông mà đi kiếm anh đâu chứ. Đầu hỏi là một tháng mà nếu như không có hoàn cảnh nào đó thì tháng đó em sống làm sao? Nó dễ cho anh, trời ơi, cái kênh em làm thiện nguyện tháng nào ít nhất cũng 4-5 hoàn cảnh, nó đâu mà nhiều dữ vậy. Trời ơi, mình tạo ra cái đâu, cái kênh là kênh của mình, hoàn cảnh là của mình luôn, thì mình dựng lên đó đó, đó chỗ đó đó bà con. Tôi hỏi nhiều lúc là say đó là hỏi trả lời hết đó. Có những kênh YouTube ở Sài Gòn đây nó làm cũng là cũng một thời gian cũng dài đó. Quần bắt đầu mình hỏi đôi ba câu là khai hết. Một con người nó thật sự không có trình độ là chỉ cần là lừa vô đôi ba chén rượu là hỏi là khai hết trơn à. Tôi hỏi hoàn cảnh đâu mà quay, ngày nào cũng có quay hoàn cảnh cho nào. Nó trời ơi, không có là mình tạo ra hoàn cảnh để quay cho anh, cho cái kênh của mình. Chẳng lẽ bây giờ đỡ chết con? Mạnh thường quân họ tiền nhiều lắm, anh cứ an tâm đi, không chết thành tây đâu đâu. Tôi nói mạnh thường quân người ta đi làm một ngày 12 tiếng ở cha nậu. Người ta ăn cơm, người ta cỡ như uống cà phê trên xe đó. Đó. Chứ không phải người ta có yên tiền được đâu. Nó thâu kệ đi, ở Mỹ, ở nước ngoài tiền người ta làm nó dễ hơn Việt Nam anh. Cho nên mình cứ làm đi, không chết thành tay rồi đâu. Không có sai, cứ theo em làm đi. Đúng, tôi nói thâu. Thâu chơi trò đây, nó thật sự các chú dính anh rồi. Đây đó quý bà con, nhiều kênh lắm. Mà chưa đến lúc tôi phải lật mạch mấy cái này để xem thử nó làm sao. Có nghĩa vừa rồi mình cũng là cũng nói nhỏ nó lớn rồi, nó thâu bãi đi làm mấy này thất đức lắm các cha. Tiền của người ta mà các ông bây giờ cứ làm chuyện sằng bậy, rồi các ông kiếm ăn như vậy rồi sau là con cái lấy gì nó ăn. Trời ơi, bây giờ em đi làm em tích lũy lại cái chi đó nó có được quá vậy đó. Mình đang nói là bây giờ cái đức cái phước mà nó ăn như vậy là có ngày nó cũng tàn mạc, mà nó nghĩ rằng mình đang nói về cái tiền. Mình nói trời ơi, cái hoàn cảnh người ta như vậy đó mà các ông dựng lên, rồi các ông lấy tiền của mạnh thường quân các ông ăn như vậy, rồi sau con cháu các ông còn cái chi nữa mà nó ăn. Nó trời ơi, anh an tâm ấy, em làm là tích lũy một tháng đôi 300 triệu dựng bình thường. Mình đang nói về cái phước cái đức mà nó nói toàn tiền không. Trời ơi, đem tiền nó thề, nó đem tiền ra nhiều thành, nó đem tiền nó đề tôi ngộp thở mà. Nó nói trời ơi, lang thang Sài Gòn ơi, mày coi anh mày này, một tháng tao làm YouTube kiếm cái nửa tỷ bạc nè, hỏi tiền ở đâu giữ, cả tiền mạnh thường quân chứ đâu. Nó trả lời thẳng luôn, quay toàn những hoàn cảnh là xàm xí không đấy, rồi đưa lên đó. Rồi nhiều lúc mình nói đó, là động tới cái nồi cơm chả mắm của nó quý vị. Mình nói là động tới gọi là cái chén cơm của nó, cho nên là không bao giờ nó thật sự nó dừng, mà nó quay ngược lại nó chửi. Cho nên tôi cũng hay so sánh một cái vấn đề, một cái con cúng á. Mà nếu mà cái như là mình nó đang ngồi nó gặm cục xương ngon lành, mà mình tới mình dẫm cái đuôi nó một cái là nó kêu cái quấn một cái là quay là nó đớp mình một phát liền.
dễ chây mà nó kêu xong nó bỏ nó chạy, nó kêu một cái quánh rồi quay lại đớp mình một phát rồi tới đầu tôi. À, lúc đấy là mới là hồi hồi phân xử. À, cái bọn YouTube này nó cũng vậy. À, những ngày vừa qua nó quay toàn những nhân vật xàm xí không, quay năm sầu riêng, quay tiền nổ, rồi quay bà U 64, rồi quay thành cái như là đại gia 27 công đất. Rồi mình lên mình nói là bắt đầu là cái như nó quay lại nó cũng cắn, nó cũng xé dễ chi nó chịu. À, trời ơi, cái vấn đề việc ai nói làm, cơm ai nói ăn, sao các ông nó chen việc tôi nhiều dữ. Mà tôi đâu quý bà con, tôi đâu có chen. Thấy nó chướng tay gai mấy cái mình lên mình đóng góp một ý kiến. Cái là cái sự thật mà nó sự thật thôi. Mà có nhiều thằng cách đây hai hôm là cũng có một số anh em YouTube miền Tây cũng có điện qua tôi. Có anh em điện qua nói nó cũng là lịch sự. Cũng là thâu anh ơi, cái như là cái vấn đề đây thì thâu anh đừng có lên môi tên em nữa. Cho nên là thâu cái cơ hội đây là một trong những cái lần đầu cũng như lần cuối. Em thấy mấy người kia nó quay em mới vô em tham gia cho em đâu có biết đi đâu. Cũng là cái câu không biết đi đâu. Thì thâu có điện qua đấy, thâu tôi không nhắc tên nữa. Nhưng cũng có một số thằng nó lên, nó trời ơi sao nhắc tên tao biết vậy, tao rảnh hả, ngày nào mà cũng nhắc tên tao, trời ơi tao không rảnh, ai rảnh. Tôi nói thật sự quý con đã lang thang Sài Gòn đây mà không rảnh thì không ai rảnh đâu. Ngày tôi thật sự quý vị, tôi dành khoảng là 4 tiếng đồng hồ tôi nghiên cứu bọn đây, tôi lên tôi dập nó tách còi luôn chứ rảnh chi nữa. Bỏ tay bỏ chân vậy đó, thằng nào thằng nói cũng tự hào dữ vậy. Trời ơi em đi làm tên em thiện nguyện y tín lắm anh ơi, là mình nghe y tín lắm anh ơi, là hỏi thiện nguyện là cái chi nó không giải thích được. Bỏ tay nó thiện nguyện hỏi cái chi hiểu được hai từ thiện nguyện không, không giải thích được mà cứ nói là kênh em làm thiện nguyện. Cái cụm từ thiện nguyện nó không hiểu mà nó cứ nghĩ nó đi làm thiện nguyện. Chỉ nghe người ta nói không, em đi quay hoàn cảnh là người ta nói em làm thiện nguyện thôi, chứ còn anh bắt em mà giải thích thiện nguyện là gì thì em thua. Tôi cũng thua các ông luôn. Nó sẽ nhấn chỗ chiến cùi mía. Thâu lũ bay bớt đi, đừng có làm thiện nguyện kiểu ba dơ đó nha. Trời ơi, hoàn cảnh người ta bay dựng lên trên đã rồi, bay vừa ăn cướp vừa lo làng chơi của đó ai chơi.